Pete Cashmore, sinh năm 1985, sáng lập và CEO blog nổi tiếng Mass Apple thuộc blog top 10 của Generate trên toàn thế giới, quốc tịch Scotland. Câu nói nổi tiếng: để khách hàng mua một sản phẩm mới phải thuyết phục được họ rằng nó có ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Đừng nghe theo lời khuyên, hãy học hỏi từ chính những sai lầm của bạn. Làm việc sáng suốt hơn nhưng không cần cù hơn.